Hello, xin chào toàn hỏi nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang cúc áo siêu nhỏ không dây với dung lượng pin rất là khủng gọn nhé, lên tới 30 tiếng. Mã của mẫu sản phẩm này là camera cúc áo S600. Đó, thì đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Đây là cái mẫu camera cúc áo S600 này. Đó, mẫu này thì cái cục này nó rất là to luôn. Nó to tầm như ba đầu ngón tay của mình. Đó, cục pin to này thì nó pin mới được lâu bạn nhé. Đó, được khoảng 30 tiếng rồi. Đây là mắt camera này. Đó. Đi kèm theo sản phẩm này sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Khi camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn cắm sạc pin khoảng 4 tiếng là đầy pin nhé. Đó, và một túi cúc áo giúp bạn phải là ngụy trang vào mắt camera nhé. Trong này có rất là nhiều mắt này, cúc áo, cúc quần, đinh vít, rất là nhiều mắt, thì các bạn chỉ cần ngụy trang vào mắt camera là được thôi. Đó, và khi các bạn mua hàng, bạn cũng sẽ được tặng kèm theo một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết hết từng bước rồi. Đó, tổng sẽ có 5 bước nhé. Đây. Đó, 5 bước rất là chi tiết kèm theo cả hình ảnh luôn. Đó, về các bạn chỉ cần làm theo tờ giấy ở trong các cái bước hướng dẫn ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng là có thể sử dụng thôi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo S600 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Đông Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuy Đông Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng một điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera S600 này. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Mọi phụ kiện này. Đây mắt camera bạn nhé, mắt camera siêu nhỏ này. Sẽ được lối với một đoạn dây dù khoảng 20cm với thân camera. Đó, thì chân phần thân camera đây sẽ có những cái nút này. Nó nút ở trong đây sẽ là nút reset nhé. Đó, các bạn bấm đây sẽ có một cái nút ẩn đây. Đó, nút reset đây. Ngoài bên đây cạnh đây sẽ nút on off bạn nhé. On off giúp bạn có thể là bật mở thiết bị nhé. Các bạn gặp sang on sẽ nó bật, còn gặp phải off sẽ nó tắt. Đó, đây sẽ là chân cắm sạc này. Và dưới chân cắm sạc đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào trong thiết bị. Đây, bạn sẽ gắn vào như này. Đó, sau đó bạn sẽ bật nguồn lên nhé. Đó, khi bạn bật nguồn lên thì thiết bị sẽ sáng một cái đèn màu đỏ như này là thiết bị đang hoạt động nhé. Đó, tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang cúc áo S600 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng một điện thoại là ứng dụng Lockcam. Bạn nào đang dùng iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store. Bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Safari nhé. Bạn gõ vào ô tìm kiếm này. À, và các bạn gõ vào đây cho mình cái ứng dụng là Lockcam. Đây. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng Lockcam cái biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này về điện thoại rồi. Sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì camera S600 này sẽ phát cho bạn cái mã Wi-Fi có chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là Lockcam các bạn vừa tải về. Các bạn chọn cancel nhé. Đó, khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi vào online. Các bạn xem này, các bạn sẽ kích vào chữ online này. Sau đó bạn chọn một cancel để xem nhé. Đây, chỉ quay cam mình trước cho bạn xem. Đây. Đó, hình ảnh rất là nét luôn bạn nhé. Đó, cam di chuyển đến đâu là hình ảnh trên từ đó luôn này. À, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn để chọn mình cái loa này. Alo. Cho camera và cái điện thoại của mình đang gần nhau nên là sẽ bị xung lớn thanh và sẽ phát ra cái tiếng vọng âm như vậy. Còn khi mà đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy sẽ mất đi nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn vào hình máy chụp ảnh đây. Xem là chụp ảnh màn hình này. Đây. Đó, cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây. Xem là chế độ lưu video 2 giây, 3 giây, 4 giây
các bạn nhé. Muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là nắp cam. Tiếp theo sẽ là hai hình tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều nhảy này sang trái sang phải này, đảo chiều lên trên xuống dưới các bạn nhé. Khi camera các bạn quay một cái góc nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh các bạn thấy nó thuận chiều như này rồi thì bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn cho chế độ ánh sáng cao lên cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Đây, mình sẽ để chế độ ở giữa được cân bằng này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu này sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Bạn cho màu đậm lên này. Đó, cũng như bạn có thể giảm màu đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, mình sẽ để chế độ ở giữa được cân bằng nhé. Đó, tiếp theo thì sẽ là chế độ quay ban đêm nhé. Chế độ ban đêm thì cái mẫu cúc áo S600 này không quay ban đêm. Quay ban đêm thì các bạn phải mua những cái dòng camera F600 mlus này, S500 mlus và F400 mlus bạn nhé. Những cái loại mà có mắt hồng ngoại quay đêm thì mình quay ban đêm. Còn mẫu này là không quay ban đêm. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, khi bạn chọn độ phân giải hình ảnh lên thành 4K thì hình ảnh rất là nét luôn. Đó, cam di chuyển đến đâu là hình ảnh tới từ đó bạn nhé. Này, nó không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết. Đó, thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình thực tế của chiếc camera S600. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây để được nhân viên bên mình tư vấn bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung ở trong ứng dụng là nắp cam và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này nhé. Các bạn đã chọn một cài đặt này, đó, sau đó bạn chọn một IP setting. Đó, thì một password đây sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của camera. Mật khẩu mặc định của camera thì bạn sẽ nhập vào đây 1 2 3 4 5 5 6. Tiếp theo lưu password là bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi mật khẩu camera nhé. Tiếp theo sẽ là một SDK setting này. Đó, trong một SDK setting này sẽ là giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Chỉ cần camera các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Các bạn kích hoạt đấy lên này. Bên dưới này các bạn sẽ chọn vào mục là video duration. Là bạn sẽ chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn đưa vào. Ví dụ bạn chọn là 5 phút thì cam sẽ lưu video là 5 phút một file cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu, sẽ hiện bên dưới đây. Đó, format sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Đồng ý xóa thì bạn sẽ chọn một OK, mà không đồng ý xóa thì bạn chọn cancel. Đó, tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Trong mục wifi setting này thì cái camera S600 này sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam đến đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G thôi nó có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Chỉ cần nơi bạn gắn chiếc camera S600 này có wifi thôi là đi đâu các bạn cũng có thể xem được trực tiếp từ xa hết bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ không dây S600. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.